Đoạn clip thu hút hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội khắc ghi diễn biến vụ trộm xảy ra mới đây ở Đồng Tháp. Một tên trộm mặc áo quần khá lịch sự, thản nhiên bẻ hai chiếc khóa cửa rồi đút túi. Sau khi quan sát xung quanh, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong. Lúc này, đồng bọn của hắn đã lẻn vào nhà theo lối cửa sau và trộm xong tiền trong két sắt. Hai tên trộm bắt gặp nhau, nhanh lẹ tẩu thoát. Trước khi đi, một tên còn cẩn thận đóng cửa vào như trạng thái ban đầu. Hình ảnh cuối clip cho thấy, phòng ngủ của gia chủ bị lục tung đồ đạc, tiền trong két sắt mất tinh khiết. Ngang nhiên bẻ hai khóa cửa đút túi, tên trộm vào nhà bắt gặp đồng bọn rồi khung hết tiền trong két sắt. Thế này phải gọi là siêu trộm mới đúng, phá cả khóa cửa lẫn khóa két. Sợ thật, một dân mạng bày tỏ. Gia chủ nên có các biện pháp đề phòng móc túi cứng hơn. Khóa cửa bình thường không ăn thua, tài khoản Nam Phương nhắn nhủ.